What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ nữa đến từ nhà ở Chắc Sắc. Thực ra thì con này nó cũng không phải của Chắc Sắc đâu, nó là của Singman cơ. Nhưng mà chắc là do ở Chắc Sắc nó mua lại và nó dán cái tem của nó lên thôi. Chứ còn con này của mình thấy là mã là M87 của nhà Singman. Và thực sự là con này nó khá là ảo. Khi mà mình cầm trên tay cái con này cũng như là mình xem sơ qua các cái thông tin của nó thì phải nói thực sự là các anh pháp sư Trung Hoa ngày càng ảo. Rồi bây giờ mình sẽ cùng 500 anh em xem thử coi con này có cái gì đặc biệt vượt trội hơn so với những cái bàn phím khác cùng tầm giá nha. Let's go. Đầu tiên thì như các bạn thấy cái vỏ hộp của nó không có gì đặc biệt cả, chỉ có một cái mã bàn phím ở ngoài thôi. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím nằm ở giữa đây. Đó, và được bọc vào trong cái túi ni lông. Con mình đang cầm trên tay đây là phiên bản màu đen và 3 móc, không dây 3 móc nha. Chúng ta sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Và như thường lệ thì mình sẽ lưu ý cho các bạn là phải giữ lại cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều chức năng mà nhiều khi mình không biết cách sử dụng. Đó. Ở trong này thì chúng ta sẽ có cái hộp nữa, hộp nhỏ này nó sẽ đựng các cái phụ kiện đi kèm. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nhổ keycap, kim nhổ switch, một cái sợi dây. Dây này thì sẽ là dây nhựa thôi, từ A2C, khá là bình thường, không có gì đặc biệt cả. Con này thì nó sẽ không có cạnh kèm thêm switch nha các bạn. Ok, để mình mở luôn cái bàn phím ra luôn. Chiếc bàn phím này thì nó được đóng gói khá là cẩn thận, bọc vào trong một cái túi bằng ni lông nữa. Với cái tấm cover này thì nếu mà các bạn không sử dụng bàn phím thì chúng ta có thể đậy lại cho nó đỡ bụi. Ok, bây giờ là đến nhân vật chính này, em bàn phím. Như các bạn thấy thì em này sẽ có layout TKL, một cái layout rất là truyền thống rồi. Và phiên bản màu đen của mình đây thì cái bộ keycap của nó nhìn ở trên thì chúng ta sẽ không thấy bất kỳ cái chữ nào, nhìn giống như một bộ keycap blank. Nhưng mà thực ra thì nó là keycap in nghiêng. Đây, chữ của nó sẽ in ở phía phần bên ngang. Và đặc biệt là cái keycap này nó sẽ hỗ trợ xuyên LED nha các bạn. Đó, với một cái bàn phím mà có hỗ trợ cái bộ keycap như thế này mình thấy cũng khá là hiếm. Tại vì cái bộ keycap này riêng ở trên thị trường thì nó bán lẻ ra cũng khoảng tầm 400-500 một bộ rồi, tùy loại. Và tiện thì mình cũng sẽ mở ra luôn cho các bạn xem cái bộ keycap của nó nha. Về cái phiên bản màu đen thì sẽ là keycap chuẩn Cherry, cũng là PPT Double Shot. Và cái lớp nhựa ở phía bên trong thì sẽ là lớp nhựa hơi màu trắng đục, hỗ trợ xuyên LED luôn. Đây, nó sẽ xuyên LED ở cái phần bên ngang ký tự này. Và tất nhiên cái bộ keycap này sinh ra là để hỗ trợ những em bàn phím mà sử dụng mặt xuôi. Đây, và chúng ta sẽ có một con bàn phím hỗ trợ mặt xuôi luôn. Đó, mặt này nó cũng đã có lót foam đầy đủ. Foam PCB, có lớp switch pad. Lớp switch pad này hình như là lớp PE thì phải, hay là ASPE gì đó. Với cái switch pad này thì mình chắc chắn rằng gõ nó sẽ khá là kêu và nổ nữa. Đấy, và chúng ta nhìn ở phía dưới là chúng ta sẽ có lót foam ở phía dưới luôn. Con này thì đặc biệt là nó sẽ được lót silicone luôn ở dưới, giống như một con đó là con X98 Pro. Thì nó y chang như vậy luôn nha. Và con này vẫn tất nhiên là sẽ có mặt xuôi, có LED RGB, plate của nó sẽ là plate PC như các bạn thấy đây. Có một cái mình để ý đó là cái switch pad của con này thì nó giống như là lót một tấm toàn bộ lên mặt PC luôn. Cho nên là nó sẽ không có khoét cái lỗ LED ở đây. Đó, chính vì vậy mà cái LED của nó sẽ bị cản đi một xíu. Nó sẽ tỏa LED ra đều hơn ở phía dưới nhưng mà nó sẽ không có sáng bằng những cái con mà nó có khoét lỗ ở đây. Chính vì vậy nếu mà các bạn muốn hắt sáng tốt hơn thì các bạn có thể khoét một cái lỗ ở ngay cái tấm switch pad này để mà nó chắn LED, nó tỏa lên sáng hơn. Rồi, như vậy là chúng ta đã thấy được là cái con này nó hỗ trợ mặt xuôi hot swap 5 chân, quá là đỉnh rồi. Tiếp theo về cái switch thì switch của nó sẽ là switch YZ thôi. Switch này thì nó sẽ được pre-loop nhẹ và nó cũng sẽ là dạng linear, bấm cũng khá là mượt. Với con này thì mình đánh giá cũng không có cao lắm, tuy nhiên thì nó đã được pre-loop rồi. Thế nên là các bạn yên tâm là về cái độ mượt của nó thì không cần phải bàn cãi.
Nếu như mà các bạn muốn có một cái con switch xịn sò hơn thì các bạn cũng có thể thay được, tại vì nó là switch 5 chân mà. À, con này thì có stem hơi dài một xíu. Với cái stem dài này thì các bạn cũng yên tâm là nếu mà sử dụng Cherry, những cái bộ cây cáp Cherry ấy, thì chúng ta đều vẫn có thể lắp mà không sợ bị cấn. Rồi tiện đang mở luôn, chúng ta xem luôn cái phần của strap của con này nhé. Đây, strap của con này thì cũng là màu trắng, cũng có lúp sẵn luôn. Và strap của con này vẫn tiếp nối cái strap của thằng X98 Pro đấy. Đó, nó cực kỳ chắc chắn và cũng được cân chỉnh rất là ok rồi. Với cái strap này thì tí nữa mình sẽ sao test cho các bạn xem. Nó cân chỉnh cực kỳ ngon luôn. Mình cảm giác như là những cái con này sinh ra thì để hủy hoại một cái thế hệ thợ luôn ấy. Đó, thợ không cần phải móc gì nữa, mua về là xài luôn. Thợ chắc kiểu này cũng ế luôn quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về cái vỏ bên ngoài đi. Bên ngoài thì chúng ta thấy thiết kế bằng nhựa full hoàn toàn rồi. Và nó có kiểu thiết kế cũng khá là hay ho, kiểu giật lớp như này, nhưng mà nó chỉ là giả thôi. Giống giống như những cái con bàn phím kim loại vậy. Tuy nhiên thì nó cũng chỉ là bằng nhựa thôi nhé. Và chúng ta sẽ có một cái dải LED RGB ở đây. Tí nữa mình sẽ mở LED lên cho các bạn coi. Ở phía bên trên ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái công tắc để chuyển giữa các cái chức năng Bluetooth, rồi 2.4G là dùng dây WinMag đó, một cái cổng kết nối Type-C, cũng kim cũng sạc luôn. Và cái 2.4G của nó sẽ nằm ở ngay phía dưới này đó. Cái thiết kế này thì mình cũng thấy khá là lạ. Ở phía đằng sau thì chúng ta vẫn sẽ có một cái kickstand nâng hạng hai nấc rồi, và cái logo của hãng, đồng thời là có rất nhiều các cái cao su ở đây để chống trơn trượt. Con này có một cái đặc biệt là ở phía bên hông nó sẽ được trang bị thêm một cái dải mica đục xuyên led ở đây, và chúng ta sẽ có một cái dải led ở phía bên hông cực kỳ đẹp, rất là giống con những cái con như là Sinmen M71 hoặc là con M1W ấy, thì nó cũng có đều có cái dải led này, nhưng mà dải led này của con này khá là mượt nha. Và chúng ta sẽ xem thử coi khi mà lên led thì nó sẽ như thế nào. Đây, lên led thì chúng ta đơn giản, chúng ta sẽ gạt sang một chế độ không dây thôi, sẽ là chạy led. Đó. Đấy, như các bạn thấy thì nhìn ở phía trên xuống thì chúng ta vẫn thấy led rất là sáng. Tuy nhiên thì khi các bạn để ngang nha, đây là một cái view mà view của người sử dụng á, thì chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ sáng ở các cái ký tự nằm ngang ở đây. Một cái kiểu mà mình nghĩ là đây đang là hot trend, và đặc biệt là nó chỉ chủ yếu là dành cho mặt xuôi thôi nhé, tại vì mặt ngược thì nó không có đủ hắt sáng được tới các cái ký tự nằm ngang này. Và cái dải led này thì nó làm rất là sáng luôn, cực kỳ đẹp. Dải led này thì chúng ta cũng có thể chỉnh được nha. Để tí nữa mình sẽ tắt bớt đèn đi trong phòng để cho các bạn coi cho nó rõ. Tí nữa mình sẽ show các chế độ đèn led của em này. Đó. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là ở phía bên hông một cái dải đèn led cực kỳ mượt. Nó không giống như là các cái con như M1W hay là những cái con M71 mà chúng ta nhìn thấy nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều. Và tiện đây thì mình sẽ cho anh em xem luôn cái phiên bản, đó là phiên bản màu trắng ấy. Đó, phiên bản màu trắng nó có một chút khác biệt nha, chứ vẫn là bộ keycap xuyên led in ở bên ngang. Tuy nhiên thì nhìn chúng ta nhìn thấy là keycap này nó có màu, đó là màu kiểu dạng màu pastel khá là nhẹ nhàng. Đây, màu của nó thì nhìn nó nhã nhặn và nó cũng hơi nhạt nhạt một xíu. Những cái màu như thế này thì mình nghĩ là nữ dùng thì khá là ok, nhìn giống như là những viên kẹo vậy. Chúng ta sẽ có một khác biệt nữa, đó là cái chuẩn keycap của nó sẽ là chuẩn OEM, khác so với lại cái chuẩn Cherry của cái thằng màu đen nha. Chính vì khác cái chuẩn keycap nên chúng ta sẽ có một cái khác biệt nữa, đó chính là cái âm thanh. Màu trắng thì nó sẽ cao hơn chuẩn OEM, của con màu đen thì nó sẽ là thấp hơn chuẩn Cherry. Và chúng ta vẫn sẽ có double shot xuyên led. Tuy nhiên về cái con mà chuẩn OEM thì cái tiếng của nó sẽ to hơn một xíu. Đó, tiếng của nó sẽ nổ hơn. Thế nữa mình sẽ cùng sao test luôn hai phiên bản cho các anh em xem. Về cái led tỏa ra thì mình thấy màu trắng thì tất nhiên led nó sẽ tỏa ra đẹp hơn. Đây. Đó. Cái còn lại thì chúng ta vẫn có một cái cấu hình y chang như nhau thôi, chỉ khác cái bộ keycap mà thôi. Ok, bây giờ mình sẽ cùng show cho anh em xem các cái chế độ đèn led của em này nha. I'm fighting inside.
Như các bạn thấy thì về các cái chế độ LED thì không phải bàn cãi rồi, nó có rất là nhiều chế độ đèn LED. Nếu mà các bạn dùng thêm cả phần mềm nữa thì chúng ta sẽ khai mở thêm được nhiều các chế độ đèn LED khác, ví dụ như là LED nháy theo nhạc chẳng hạn. Và tất nhiên em này vẫn sẽ có hỗ trợ phần mềm cho các bạn macro chỉnh LED cũng như là chỉnh mình setup lại cái phím của mình. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đó là sound test. Như vậy là mình đã vừa cho các bạn nghe cái sound test của hai em này. Hai em này thì nó chỉ khác cái phần keycap, tuy nhiên thì tiếng của nó cũng đã khác biệt nhau khá là nhiều. Còn chuẩn màu trắng dùng OEM thì tiếng của nó sẽ to hơn và nghe có vẻ là đanh hơn nhiều so với lại cái con dùng Cherry. Cherry thì nó sẽ trầm hơn một xíu. Tuy nhiên về cái độ đẹp của hai con và cũng như là những cái step của hai phiên bản thì đều tương đồng nhau, rất là ngon. Và nó cũng sẽ cân chỉnh sẵn cho chúng ta từ A tới Z luôn. Và thực sự thì những step của những cái con này đã được cân chỉnh quá là tuyệt vời rồi, chúng ta không cần làm gì hết. Và em này cũng sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản dùng dây nữa. Phiên bản dùng dây thì nó rẻ hơn khá là nhiều, nhưng dây thì nó giá nó cũng khoảng tầm 900 thôi. Khá là ổn áp cho những bạn nào không có nhu cầu mà muốn không có nhu cầu đó là mang đi mang lại, hoặc là không nhất thiết là phải dùng không dây thì chúng ta có thể một phiên bản dùng dây. Phiên bản dùng dây thì nó cũng sẽ y chang như thế này. Có điều là chỉ có một mod đó là dùng dây mà chúng ta phải cắm dây để sử dụng thôi. Không khác gì hết, về cấu hình thì y chang luôn. Vậy chúng ta sẽ tổng kết lại em này. Một em bàn phím cơ giá rẻ. Mình nói thực sự đây là một con bàn phím cơ giá rẻ nha. Tại vì nó chỉ có hơn 1 triệu thôi. Mà nó có đáp ứng đầy đủ cho chúng ta các cái tiêu chí ăn chơi luôn. Ví dụ như là chúng ta sẽ có 3 mod này. Chúng ta sẽ có mặt xuôi, có LED RGB. Có cả bộ keycap xịn mà kiểu dành riêng cho mặt xuôi, và chúng ta sẽ vẫn sẽ có led viền cực kỳ đẹp, chúng ta vẫn sẽ có lót foam đầy đủ và có cả cân chỉnh snap ngon lành luôn. Và thực là một trong những cái món hời mà mình nghĩ là các bạn nên đặt mua ngay lập tức. Mình nghĩ là nó sẽ khá là cháy hàng, đồng thời là nó cũng sẽ có thể là sẽ tăng giá nếu như mà nó quá là hot. Ok, anh em nghĩ sao về em bàn phím này? Nếu mà anh em có ý kiến gì thì hãy cứ comment trong phần bình luận nhé. Còn nếu mà anh em muốn biết thêm thông tin của bàn phím hoặc là cần tư vấn thì các bạn cứ nhấp vào link ở trong phần mô tả của video. Trong đó có cả giá của chiếc bàn phím này hiện tại luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và ủng hộ kênh Bot Gear nữa nhé. Bye bye!